Kính này ở cửa hàng tôi đang bán với giá là 4 triệu 385 nghìn đồng. Này, tôi đeo cho anh em xem. Đeo vào cứ gọi là hội người mù Việt Nam luôn. Chất thì đừng có mà hỏi. Tôi nói thật với anh em luôn, anh em tìm ở ngoài thị trường có cái kính nào bán ở ngoài thị trường dưới giá 4 triệu, tôi kỷ niệm cho anh em cái kính này và tặng thêm cho anh em 5 triệu nữa, anh em hiểu không ạ? Cái kính này của tôi ấy mà, tôi nói thật với anh em, ở ngoài thị trường bán dưới 4 triệu không bao giờ có hàng mà mua. Ngày hôm nay ở trên livestream của Tùng Họa Mi, tôi sẽ tặng cho anh em hai người anh em cái kính Ray-Ban đổi màu này với giá là 375.000. 375.000, anh em có tin được không ạ? Tin được không ạ? 375 này, anh em mình comment cho tôi cú pháp là 375 cách đổi màu, cách số điện thoại. Anh em hiểu không ạ? Anh em comment cho tôi với giá là 375 cách đổi màu, cách số điện thoại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À thì phải, tôi cũng phải khoe với anh em này. Đây, tôi sẽ khoe với anh em cái này. Hôm nay đang nói chuyện đang vào cầu anh em lại tự nhiên lại thấy muốn khoe với anh em. Đây, tôi giới thiệu với anh em đây là cái hộp đồ mà tôi vừa mới được nhận từ bên phía Adidas nó gửi về cho tôi. Cái hộp này xấu quá, để nó cho anh em xem. Đây, wow, tại hôm vừa rồi châu Âu nó giảm giá đồ đát anh em ạ. Tôi xách mẹ tôi mua nhiều vãi lọ. Được cái là tôi thấy khá là uy tín. Đó, tôi chưa bóc đâu. Tôi bóc cùng với anh em luôn nhé. Anh em có thích xem đập hộp. Ui, tôi cũng chưa biết là tôi mặc lên người nó sẽ như thế nào. Đây là cái quần thể thao trị giá đến ui, phải 60 đô cái quần ạ. Đéo không hiểu lão điệp già, bị điên à. Mua cái quần, à cái quần này cũng được giảm giá. Quần này còn 30 đô. 30 đô, 30 đô mà nhân lên thì nó rơi vào tầm khoảng, quần này tầm khoảng, cả tiền ship là tầm khoảng 800 nghìn. Cái quần này khoảng 800 nghìn. Quần này là điệp già nhờ mua hộ. Nếu mà điệp già ngoan thì tôi có thể tặng cái điệp già một cái. Bởi vì là lâu rồi tôi không tặng cái điệp già cái gì. Ngày xưa lão ấy cũng hay tặng đồ cái. Nhưng mà ngày xưa lão tặng cho tôi toàn đồ cũ thôi anh em ạ. Ui, tôi nói thật nhá, ngày xưa ấy, lão ấy tặng cho tôi hai cái áo đát. Nhưng mà một là áo, một là áo nhân ngày sinh nhật cũng đều nói gì. Còn cái áo mà lão ấy tặng cho tôi, áo cũ anh em ạ, lão ấy mặc một lần rồi, xong lão mới bảo là anh mặc một lần rồi, nhưng mà nếu mà mày thích thì anh cho. Nghe cũng thấy thì mẹ cũng hơi ghẻ ghẻ tí, nhưng mà nghĩ lại nó là áo đát thì thôi tôi cũng vẫn nhận. Chứ còn mẹ tầm áo chợ đồng xuân thì thôi nghỉ. Anh mặc một lần rồi nhưng mà nếu mà mày thích thì anh cho, nhưng mà thôi mẹ, thôi miễn cưỡng cũng nhận. Ui, tôi chưa bắt luôn anh em ạ. Đây là bị rách vì vận chuyển chứ không phải là vì tôi. Ui, cả cái áo của tôi to vãi cả đái ra, có 50 đô là áo điệp. Lão điệp lão mua cái quần, đéo hiểu quần kiểu đéo, quần dát vàng này. Đó, thế nên tôi mua được một cái áo. Lão mua được một cái áo. Không quan trọng là lão phải ngoan cơ, hôm nay không biết xe không ngoan này. Mua một cái áo nữa. Ui, cái áo này giống áo Shopee thật sự ạ. Đéo hiểu sao. Ui, đi bạn 100 đô ạ. Sao mình phí tiền thế? Mua cái áo như áo Shopee ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Hôm vừa rồi bên kia nó giảm giá 50%. Tôi mua rất là nhiều vì tôi có một cái chỗ khá là uy tín. Đây là tôi bắt luôn rồi đấy. Đây là tôi đập hộp luôn rồi. Ui, sao mình phí tiền thế? Sao mình phí tiền đấy nhở? Mua như cái áo Shopee ấy. Ui, chóe thật sự. Mà sao dạo này mình đồng bóng ấy nhở? Sao dạo này tôi đồng bóng ấy nhở? Ui đi mẹ, tôi thề có đúng giống cái áo Shopee không anh em ạ? Áo Shopee, tôi cho anh em xem luôn, giống vãi đái luôn ạ. Sao nhở? Sao lúc đấy mình nghĩ gì nhở? Đây này, con mẹ nó, đây này. Tôi cho anh em xem luôn này. Đậy mệnh và động vọng. Đây này. Ui, ít mẹ nó giống thật sự luôn. Ui, ít mẹ một cái áo Shopee. Cái áo này hồi trước tôi định đặt ở Shopee rồi có 200.000. 129.000 cái hồi khuyến mãi Super Sale. Ui, Flash Sale chứ nhầm. Có mẹ, ủa đây này. Có mẹ áo này có 129.000 hồi Super Sale, Flash Sale. Tôi mua cái áo tương tự vậy liền, thậm chí còn đéo có họa tiết viền đen ạ. Ôi, thua cái viền đen 100 đô. Đây là có viền đen, nhưng mà đi viền đen cái này an đuổi hơn. Đéo hiểu kiểu gì. Sao mình ngu quá nhở? Sao lúc đấy mình nghĩ gì nhở? Mà hình như hơi to so với tôi rồi. Chết mẹ rồi. Cảm giác nó cứ bị sai sai thì đéo nhở nhở. Tôi đéo quảng cáo nhá, bởi vì tôi đéo định bán. Ui, đấy, và
được cái hai cái áo này, và tôi cũng mua một cái quần. Đây cái quần này, cái quần của tôi, nhưng mà quần của tôi rẻ hơn quần của lão Điệp anh em ạ. Quần của tôi có 45 đô mà chia 2 là có 20 đô. Và tính ra có hơn 500 nghìn cộng với lại cả tiền phí đó là tầm khoảng hơn 600 nghìn, hơn 700 nghìn gì đó thôi. Quần của lão Điệp 900 nghìn, tức là quần lão Điệp đắt hơn tôi, quần tôi 200 nghìn. Nói chung là một cái quần. Tự nhiên sao bây giờ khi tiền, khi đồ về nhà mình cảm thấy xót xa thế bay. Tự nhiên cảm thấy nó hơi bị xót xót chứ đéo nào. Và lại cả đây, cái này là cái tôi ưng nhất. Thật ra là tôi có ưng nhiều đôi giày hơn, nhưng mà đôi này là đôi tôi mua được, bởi vì nó là sale mà anh em, thế nên là nó không đủ size. Thế nên là có nhiều đôi tôi ưng nhưng mà nó hết mất size. Thì hiện tại còn mỗi một cái đôi này tôi cũng ưng và nó còn size. Đây, một đôi giày đáp. Đấy, mẹ, đế đẹp phết, thề. Xem cái đế đẹp phết. Tôi bỏ cái áo Shopee đi, mẹ xem cái áo Shopee làm cái đéo này. Đéo hiểu kiểu gì giống hết cái áo Shopee. Ui, tại mình đồng bóng thật sự ấy. Sau khi mua về, ui, áo đỏ, áo da cam ạ. Giày vừa đỏ vừa da cam ạ. Ui, mình kiểu thế đéo nào nhờ. Sao tự nhiên tôi cảm thấy thì mẹ giới tính của tôi nó bị sao sao ta. Tự nhiên sau khi mua đồ về xong, bây giờ nhìn lại mới thấy là hình như mình đang hơi bị lệch lạc mặt giới tính hay sao nhỉ. Nhìn nhận giới tính là bị sai sai nhỉ. Thích đi giày đỏ ạ. À, áo trên người cũng mặc áo đỏ luôn ạ. Đó thì vừa mới chuyển về nhà cho tôi ngày hôm qua. Ngày hôm qua vừa chuyển về cho tôi đống đồ này. Nói chung là sắp tới tôi sẽ có rất là nhiều đồ mặc, đồ mới. Hôm nào tôi sẽ mặc lên live stream để xong tôi khoe anh em, xem anh em thấy có đẹp không. Anh em mà lại bảo áo như lông lùn thì đúng là thôi thì vứt hết. Thế anh em mà bảo mẹ tôi không nói đùa thế thôi, tôi không bị ảnh hưởng của người khác mấy. Tôi cứ cái gì tôi thích là tôi làm thôi. Tôi lại không bị ảnh hưởng với người khác nhiều lắm. Từ cái ngày live stream mà tôi còn bị ảnh hưởng hơn nhiều rồi đấy. Còn hồi xưa ấy, tôi chả bị ảnh hưởng với ai cả. Nếu mà anh em không thích thì kệ. Chào người dậy sớm nhất hôm nay. Chào những người dậy sớm nhất hôm nay. À, mới qua ngày mới à. 12 giờ rồi. View tụt nhanh quá bởi vì qua giờ ấy, qua giờ buổi tối rồi ấy. Nói chung là ở trong cái chỗ live stream của mình ấy, có bao nhiêu người là phải dậy sớm để làm việc, có bao nhiêu người là phải dậy sớm để vẫn đi làm. Thì các bạn phải dậy sớm thì đồng nghĩa với việc các bạn cũng không thể ở lại khuya được. Bình thường ấy, giờ này ấy, view cũng bắt đầu tụt mà. Tuy nhiên ấy, thì nếu mà giờ này ấy, mà tôi mà làm tốt, mà tôi vẫn đang làm mic check ấy, thì chắc sẽ vẫn còn khoảng 2-3 nghìn view. Nhưng mà đối với tôi ấy, thì nó cũng đéo quan trọng lắm đâu. Bởi vì là cái view mic check ấy, nó là view của đấu truyền danh vọng. Đấy, view của cộng đồng, nó không phải view của tôi. À, 1.000 người này, view của tôi à. Các bạn thích nghe tôi nói chuyện, thích nghe tôi tâm sự. Các bạn, chắc là các bạn có một chút thích tôi. Thích thôi, làm đéo mà thích yêu. Đầy con trai, đéo ai thích đút đít nhiều thế. Đó thì chắc là các bạn cũng thích tôi. Thì đây mới là view của tôi. Và cái cơ bản ấy là các bạn sẽ đi theo tôi khá là lâu, khá là xa. Chứ không, các bạn không chỉ đi theo tôi vài số mic check. Tức là khi mà các bạn để ý nhá, một cái số mic check mới được ra chẳng hạn, thì khi mà mình mở cái số mic check đấy lên sẽ phải có khoảng 4.000 view xem tôi. Bởi vì người ta muốn xem tôi phân tích cái gì về cái mic check đấy. Tức là người ta muốn xem tôi phân tích thật, nhưng vẫn là phân tích về cái mic check đấy. Còn tôi phân tích về cái khác người ta không xem. Đó. Còn, thậm chí còn cá biệt có khoảng vài nghìn người, tức là có khoảng 1.000 người, khoảng đó đấy, khoảng 1.000 người đấy, là thích xem tôi vì tôi nói về flat. Chứ đéo thích xem tôi nói về đội khác cơ. Tức là tôi nói về đội khác phải là ra mẹ rồi. Chứ đéo là nói chuyện là kiểu là cứ phải là nói chuyện về mic check, mà nói chuyện về đội khác đã ra rồi. Thì đấy là view của người ta, không phải view của tôi. Thì đây mới là view của tôi. View của tôi thì nó có một cái đặc điểm là người ta sẽ nói chuyện về tôi, người ta sẽ sống xung quanh, tức là xoay quanh cái câu chuyện cuộc sống của tôi, và tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với những người đó. Bởi vì tôi không cần thiết phải làm những cái thứ nó không phải là những cái thứ mà nó thế mạnh của mình ấy, mà thay vào đó tôi có thể làm những cái thứ mà tôi thích. Đấy, bởi vì giống như cái kiểu anh em có nghe thấy một cái câu, mà cái câu này rất phổ biến vãi lìn ra, đấy là cái câu mà kiểu khi mà bạn yêu một người ấy, cái đéo gì đấy mà kiểu bạn được sống đúng với cái bản chất của mình ấy thì mới đúng là được yêu ấy. Thì đấy, nó kiểu như vậy. Thì kiểu các bạn thích tôi thích các bạn, thì tôi có thể sống đúng với cái bản chất của mình, tôi có thể nói những cái câu chuyện của mình mà tôi không bị kiểu cảm thấy nó bị mệt mỏi, nó bị kiểu bắt buộc phải nói những cái bạn muốn nghe. Không phải, bây giờ tôi thích nói những cái thứ tôi muốn nghe và các bạn cũng sẽ thích cái điều đó. Nó kiểu như vậy. Chờ Tùng nghỉ nói để mai ngủ còn đi làm sớm. VL thật, đéo thể ngủ khi Tùng chưa tắt live. Hợp lý thật sự. Thế thì thức thôi. Đùa thế thôi, chúng ta cũng sẽ chỉ nói chuyện. Bây giờ là 1 tiếng 36 phút rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện cùng lắm là 10 phút nữa.
Xong rồi chúng ta sẽ cùng ngủ. Trừ khi là có cái câu chuyện nào hot hot thì cùng lắm là 2 tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nên nói chuyện quá dài. Một lúc nữa rồi chúng ta ngủ. Đéo phải fan ai cả nhưng thích xem. Thì đồng ý, các bạn không cần thiết là phải là fan tôi, các bạn chỉ cần thích tôi thôi là được. Các bạn chỉ cần thích tôi thôi là được. Kiểu 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 đấy, thì các bạn còn thuộc con mẹ cả cái kiểu của tôi thì các bạn ở cái kiểu gì thì tôi cũng đéo biết được. Cái kiểu mà biết cả người ta nói cái kiểu 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 luôn. Ok. Chào Phương Linh Lê Trần nhé. Ôi, con này dạo này cuồng thật sự. Mày chết, mẹ mẹ vợ chú bánh mày chết. Vợ chú nhìn thấy mày comment nhiều thế này, vợ chú đánh mày chết. Anh lại không biết mọi người chờ anh nghỉ để xem lại reaction. Con mẹ cay nhờ, lại cay các bạn. Thằng Huy nó nói câu này xong mình nghĩ lại cay, bởi vì nó nói câu này nó kiểu nó đúng tim đen vậy, cay nhỉ, cay thật sự. Ok à, thôi thời gian đấy, thay vì các bạn nói là 20 phút nữa đi hay 30 phút nữa đi ấy, chúng ta hãy tìm ra câu chuyện để nói chuyện. Tức là nếu như chúng ta có câu chuyện thì chúng ta có thể nói chuyện được, chứ còn chúng ta không có câu chuyện ấy, thì chúng ta không nói chuyện được. Bởi vì là mình sẽ chỉ nói chuyện khi mà mình cảm thấy rằng có cái để có thể chia sẻ cho anh em, chứ còn không thì ngồi cứ bây giờ chúng ta nói gì nhỉ, đi đi ngủ mẹ đi chứ cần làm gì nữa. Anh nói chuyện giống quảng cáo. Ôi, anh em lại nhầm, anh em lại nhầm. Tôi nói chuyện không phải là giống cái quảng cáo, bởi vì anh em phải hiểu làm như nào bây giờ nhỉ. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện kiểu quảng cáo cho anh em hiểu nhá. Tôi đang giới thiệu với anh em đây là những cái thứ tôi vừa mới mua được, đây là trải nghiệm của cuộc đời tôi, anh em hiểu vấn đề không? Còn anh em mà nói chuyện cái kiểu mà đấy đấy, giống như cái bạn này nói đấy, anh bạn Trang nói đấy, ông có thể review chỗ mua quần áo mới, đấy là tôi mới quảng cáo cho cái shop đấy, hoặc là quảng cáo cho kiểu việc bán đồ. Tức là nếu mà tôi mà muốn bán đồ ấy thì câu chuyện nó lại phải khác, anh em hiểu không? Nó lại phải khác, nó phải như này cơ. Hôm nay Tùng nói với anh em một câu này này, hôm nay Tùng nói với anh em một câu như này này. Tùng kỷ niệm cho 2 anh em đang xem livestream của Tùng, anh em hiểu không? Tùng chỉ kỷ niệm cho đúng 2 anh em đang xem livestream của Tùng ngày hôm nay. Tùng nói với anh em này, Tùng như thế nào thì anh em biết rồi đúng không ạ? Tùng ấy, hàng của Tùng ấy thì chỉ có hàng chất trở lên. Tùng cam kết với anh em là ở đây ấy, nếu như Tùng mà bán hàng fake ấy, Tùng mà bán hàng sai, Tùng bán hàng kém chất lượng ấy, thì Tùng không thể tồn tại được cái đất Hà Nội này. Ngày nay Tùng sẽ kỷ niệm cho duy nhất 2 anh em một sản phẩm mới nhất của cửa hàng Tùng, và chỉ kỷ niệm ở trên livestream của Tùng thôi, các bạn hiểu không? Chỉ kỷ niệm ở trên livestream của Tùng thôi. Đây là cái kính Ray-Ban mới của Ray-Ban và chỉ độc quyền có ở cửa hàng của Tùng thôi, các bạn hiểu không ạ? Thì cái kính Ray-Ban này nó tốt ở cái đặc điểm nào, nó hay ở cái đặc điểm nào, tôi nói thật với anh em luôn. Cái kính này của tôi ấy là được sản xuất, nó chỉ dành cho shop của tôi thôi, chỉ có shop của tôi mới có thôi. Kính này ở cửa hàng tôi đang bán với giá là 4.385.000 đồng. Này, tôi đeo cho anh em xem. Đeo vào cứ gọi là hội người mù Việt Nam luôn. Chất thì đừng có mà hỏi. Tôi nói thật với anh em luôn, anh em tìm ở ngoài thị trường có cái kính nào bán ở ngoài thị trường dưới giá 4 triệu, tôi kỷ niệm cho anh em cái kính này và tặng thêm cho anh em 5 triệu nữa, anh em hiểu không ạ? Cái kính này của tôi ấy mà, tôi nói thật với anh em, ở ngoài thị trường bán dưới 4 triệu không bao giờ có hàng mà mua. Ngày hôm nay ở trên livestream của Tùng Họa Mi, tôi sẽ tặng cho anh em hai người anh em cái kính Ray-Ban đổi màu này với giá là 375.000. 375.000, anh em có tin được không ạ? Tin được không ạ? 375.000, anh em mình comment cho tôi cú pháp là 375 cách đổi màu, cách số điện thoại. Anh em hiểu không ạ? Anh em comment cho tôi với giá 375 cách đổi màu, cách số điện thoại. Kính này là kính đổi màu nhá. Ra sáng thì nó màu tối, và ra tối thì nó lại màu sáng. Nếu hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà tôi nói thật với anh em, đây là kính đổi màu. Anh em đeo cái kính này vào, anh em đi ra đường nhìn gái, gái đéo bao giờ biết anh em nhìn gái luôn. Anh em đeo cái kính này vào, ra đường gái bâu không kể xiết. Tôi nói thật với anh em, mặc dù gái không bâu tôi, nhưng mà anh em đeo thì chắc chắn gái sẽ bâu. Thế nên là anh em chỉ cần mua cái kính này và đi ra ngoài đường mà anh em mà có ai chê đấy, anh em mang về đây giả lại cho tôi, tôi trả lại cho anh em không mất một đồng tiền phí nào. Tôi có uy tín không ạ? Tôi nói với anh em, tôi có uy tín không ạ? Tôi quá uy tín luôn. Bây giờ tôi nói với anh em tại sao tôi lại không uy tín. Anh em không mất một đồng tiền phí nào, anh em không mất một đồng tiền chuyển trước nào. Nên nhớ, không chuyển khoản trước, không đặt cọc trước.
anh em chỉ cần comment theo đúng cú pháp sẽ có người giao hàng đến tận nơi cho anh em hiểu hiểu không ạ? Giao hàng đến tận nơi, anh em cầm vào kính, được cầm vào kính, được xài thử kính, được đeo vào kính, được tán gái thử, lúc đó anh em mới phải trả tiền. Thế thì lừa đảo ở đâu ạ? Thế còn nếu mà tôi bắt anh em phải chuyển khoản trước, phải đặt cọc trước thì mới nói chuyện. Thế anh em hiểu vấn đề không ạ? Thế nên là tôi nói thật với anh em là tôi cũng chỉ có thể gọi là kỷ niệm để cho hai anh em. Trong ngày hôm nay anh em nào may mắn ấy, thì nhớ cho Tùng một câu này. Là Tùng ấy chỉ kỷ niệm cho anh em thôi. Thế nên anh em phải nhớ đến cái tình, cái nghĩa mà Tùng mang đến cho anh em. Chứ còn anh em mà đi ra ngoài thị trường mà anh em nói những cái vớ vẩn, tôi nói thật tôi không tính tiền. Ở đây có rất là nhiều người xem livestream từng mua hàng của tôi đúng không ạ? Các bạn có thấy chất không ạ? Đấy. Thì anh em nhớ cho tôi nha, comment 375 cách đổi màu, cách số điện thoại để có thể có cơ hội lấy được cái kính này. Đó. Hai người thôi nha, hai người duy nhất thôi nha. Đấy. Thế thì sau khi quảng cáo xong thì phải tất cả những thằng comment là tôi sẽ bán hết 275.000 hết. Kính này có 35.000 mẹ mua ở chợ Đồng Xuân. Mới mua hôm trước 35.000 mẹ. 375 hôm nay hôm trước mẹ thấy ra chợ Đồng Xuân thấy mẹ kính đẹp mua mẹ 35.000 hay thật sự, đéo hiểu kiểu gì, thề thế mà nó bán hàng tốt thật sự, tôi đéo hiểu sao. Tôi đấy đấy mới là quảng cáo, đéo phải tôi thì mẹ, tôi quảng cáo đéo, tôi thì mẹ, tôi quảng cáo đéo đấy, mẹ, đấy thấy không, đầy thằng comment cách số điện thoại này, thề nhiều vậy đấy, kính được có 35.000 đi mẹ. Thằng Tràng An này này, thằng này chắc chắn đéo phải con buôn rồi, con buôn đéo thì mẹ kính 375.000 mà giá của nó 35.000 mà vẫn nghĩ là lãi 350k, lãi 340k, thằng ngu đéo hiểu kiểu gì, chán thật sự. Đáng cấp cái đéo gì. Đấy là tôi chỉ ví dụ cho anh em. Đấy là tôi còn chưa nói với anh em có quả quái vật ba đầu. Uầy, nó có nói hay thật sự luôn. Tôi nói thật với anh em, cái quả ba đầu mà nó nói chuyện ấy thì nó chắc. Thôi rồi. Uầy, thịt mẹ quả quái vật ba đầu, anh em hiểu không? Vào kênh của nó lúc nào 10.000 view, bởi vì là một đầu ở đây, một đầu ở đây, một đầu ở đây. Uầy, thịt mẹ ba đầu hay thật sự. Đây một cái đầu, đây một cái đầu, lúc nào hai đầu này cũng trễ xuống này, xong một cái đầu ở đây nữa, cái đầu ở đây còn quý còn nhỏ hơn hai cái đầu hai bên rồi. Uầy, quái vật ba đầu nói chuyện hay thật sự. Tôi xem stream của bạn ấy suốt thề. Thật mà, quái vật ba đầu nói chuyện hay cực kỳ. Các anh ra đường tán gái thì gái đổ. Ngày hôm nay thì em kỷ niệm cho anh chị 5 chiếc kính Gucci chỉ có ở cửa hàng em. Cửa hàng em là cửa hình cái gì, mắt kính 168 cái gì đấy, mình không nhớ rõ lắm. Đó thì hay thật sự. Thật sự luôn, cái cửa hàng ba đầu nói chuyện hay thật sự. Mình gọi là cửa hàng ba đầu bởi mình hay xem stream bạn ấy có quả quái vật ba đầu quảng cáo hay vãi đái. Thật mà, anh em xem stream của quái vật ba đầu mà xem thích cực. Nhưng mà dạo gần đây tôi không thích xem stream của bạn ấy nữa rồi, bởi vì bạn ấy hay chiếu lại clip quá. Tức là bạn ấy hay kiểu kiểu nói chuyện, người ta nói chuyện 4 tiếng đồng hồ để quảng cáo hàng ấy anh em, nó cũng mệt đấy. Người ta kiểu quay lại clip, quay đi quay lại clip, mình xem chán vãi đái. Nghi vấn quận giấy người ta lau mũi, người ta bị xì mũi. Giấy để làm gì? Thế anh em giấy để làm gì? Tôi nói thật với anh em, nghe cái quả kính của cái bạn bạn quái vật ba đầu ấy, bạn quái vật ba đầu là chuyên bán kính nhá. Còn cái bạn mà lúc đầu tiên tôi giới thiệu anh em là bạn gì ở Hải Phòng hay sao mình không nhớ rõ lắm, là chuyên bán cả đồng hồ các thứ nữa, là nói chuyện nghe kiểu ấy đó, và bán rất là nhiều thứ, đồng hồ, nước hoa. Anh em cầm chai nước hoa, anh em lấy cái hàng của tôi ấy thì anh em không bao giờ phải lo nghĩ. Tại sao ạ? Bởi vì anh em phải hiểu, anh em không phải chuyển khoản với một đồng, anh em không mất một đồng tiền phí, anh em không mất một đồng tiền đặt cọc. Anh em nhận hàng, anh được kiểm tra hàng, anh em được xịt thử, anh em được cho 50 anh em ở xung quanh anh em xịt thử, xịt thấy thơm, xịt thấy đẳng cấp, xịt thấy hay, vui. Anh em trả tiền, không vui, không thích, không muốn dùng, anh em đưa lại cho shipper, mang lại cho chúng. Anh em không mất một đồng tiền phí nào. Thế thì lừa đảo ở đâu ạ? Đấy, anh em phải hiểu. Thế nên là đây là cho là Tùng tặng cho anh em thôi. Chứ còn Tùng bán hàng cái gì? Tùng đâu có bán hàng. Tùng chỉ đem đến cho anh em những cái gọi là tri ân.
rồi là khuyến mãi, rồi là các thứ đó. Hay thật sự, đéo hiểu kiểu gì. Nói thế đéo nói được. Anh nghiền xem cái đấy là không, không phải, mà là anh làm livestream ấy thì anh hay chú ý đến những cái livestream khác. Thế nên là đặc biệt là cái livestream của bạn quái vật ba đầu đẹp. Bạn ấy mặt đã xinh lại còn có ba đầu. Ui, hai cái đầu kia nó cứ bẽ ra thế này. Ui, không xem không được anh em ạ, nó khó chịu. Thế nên là hay xem xong thì cũng hay nghe, nghe thì bạn ấy nói hay thật. Bởi vì là nếu như mà bắt mình nói 4 tiếng mà nói như bạn ấy, mình không bao giờ nói được. Lâu lâu rồi mình không nghe nên mình không còn nhớ cái giọng điệu của bạn ấy. Cái giọng vừa rồi là cái giọng của bạn ở Hải Phòng. Còn cái giọng của bạn quái vật ba đầu ở trong miền Nam ấy, thì cái bạn ấy thì mình quên mất cái giọng đấy rồi. Cái giọng đấy nó phải cái kiểu khác cơ. Cái giọng ấy nó phải kiểu khác cơ. Cái kiểu kiểu ngày hôm nay em sẽ kỷ niệm cho mấy anh chị ấy, một cặp kính này là cặp kính xuất sắc nhất ở cửa hàng em ở ở thời điểm hiện tại ấy, thì em khẳng định nó không có bất kỳ một cái shop kính nào có cái cặp kính này cả. Đấy. Tuy nhiên ấy thì là cái số lượng nó không có nhiều, thế nên là anh chị nhanh tay để lại cú pháp đó là đổi màu cách 369 kiểu kiểu như vậy, hoặc là thay vì đổi màu thì sẽ là cái gì nhỉ, gọi là chống lóa hay cái gì đấy kiểu kiểu như vậy. Nó có mấy cái kiểu ấy, một là đổi màu hay là chúng lóa hay ba là các thứ, nói chung là nó có khá là nhiều những cái tức là mỗi cái kính mà người ta bán ra ấy thì người ta sẽ phải tìm ra một cái đặc điểm, nó là cái đặc điểm nó nổi bật nhất, rồi là kiểu như kiểu là nó dễ tiếp cận với người xem nhất đó, để cho người ta có thể nhớ đến cái đặc kính đó và người ta sẽ ghim luôn cái đó vào cái phần bán hàng của người ta luôn đấy. Và cái bạn đấy thì được cái hay là bạn ấy nói chuyện là không bị trùng lặp, tức là trong 4 tiếng nói chuyện của bạn ấy thì thông thường không bị trùng lặp. Cái kính đổi màu của Gucci thì nó sẽ như thế này, thì cái kính chống lóa của Porsche nó sẽ phải như thế kia, thì tất cả những cái thứ mà bạn ấy nói nó thường nó không liên quan đến nhau. Thì tôi thích cái kiểu ấy, nói chung là tôi thích cái kiểu của bạn ấy hơn, bởi vì cái kiểu của bạn ấy nó không bị lặp, nó không bị lặp từ ngữ nhiều, và cái thứ hai nữa là nó có cái độ trust khá là cao. Mặc dù kính thì vẫn dởm đấy, nhưng mà cái độ trust của nó thì cao hơn, thế nên là cái lượng người xem cũng cao hơn. Cái thứ ba nữa ấy, là riêng cái này ấy là nó đã chiếm được khoảng đâu đó khoảng vài nghìn view rồi đó, thì người ta vào đấy đã bằng cái này đã vài nghìn view rồi, thì nó dễ bán hàng hơn. Thì đấy, cái cặp kính này nó sẽ chiếm được một cái lượng view nhất định rồi, thì nó dễ bán hàng hơn nhiều, bởi vì là con gái mình nghĩ là có lợi thế đấy. Nhưng mà trong tất cả các cái bạn bán hàng online nữa thì tôi thấy mỗi cái bạn đấy là kiểu có cái cặp kính đổi màu ở chỗ ngực này làm anh em ui, nhìn vào phát mắt đúng kiểu mắt thay đổi thái độ luôn, mắt trợn ngược lên luôn, đổi con mẹ luôn, cả sai mắt luôn, tức là xem xong livestream đổi mẹ cả sai mắt, mắt đang nhỏ to mé thế này nhìn dí mắt vào luôn. To hơn cả mắt. Ui, xem livestream có tác dụng làm mắt to lên, thật sự hay. Anh Tùng là vào vì cái nào? Hỏi câu dễ trả lời vào là tất nhiên là vì kính rồi. Livestream bán hàng có kịch bản nhá. Đúng rồi, họ có kịch bản hết. Họ có kịch bản, có đội ngũ làm content, có đội ngũ chạy view đầy đủ hết. Đã ai như tôi thì mẹ tôi có 700 người xem thì bán được ai. Nhưng mà từ nãy giờ mà nhặt ra cái số thằng comment mua cái kính Ray-Ban thì mẹ 35.000 này của tôi đông phết đấy. Đông phết đấy, không phải đùa đâu. À, anh chị nhớ nhá, giọng nhân viên cái gì là giọng nhân viên gọi điện tư vấn sẽ là giọng nhân viên miền Nam, có đuôi đuôi là 1068 hay cái gì đó. Nếu không phải thì không phải là cửa hàng mà là lừa đảo nhá. Xem xiếc gì vớ va vẩn. Thôi, tâm sự thế thôi nhá. Thế tâm sự đến thế thôi nhá. Thôi bây giờ cũng khuya à, cũng nhiều anh em phải đi ngủ rồi. Tôi mà nói chuyện nữa thì chắc là các anh em cũng đéo ngủ được, thế nên là thôi thì hôm khác chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự tiếp. Tôi chỉ vừa mới ví dụ cho các ông hiểu không? Vừa rồi là tôi chỉ ví dụ cho các ông thấy là bán hàng nó phải như nào, nó không thể giới thiệu như tôi là ui cái này 50 đô đắt thật sự rồi. Nếu hiểu sao mình lại mua cái này, thế mà gọi là giới thiệu rồi quảng cáo bán hàng. Người ta đấy là review sản phẩm. Đấy. Mà đây tôi mặc thử cho anh em cái áo da cam và cho anh em xem luôn. Sau đó thì tôi đi ngủ nhá. Ui thôi. Ấy. Rơi rồi, rơi đi, rơi hết rồi, mất hết rồi, cái đi cụ thôi con mẹ không giới thiệu cái gì nữa, dỗi thật sự. Thôi áo của tôi vừa mới mua xong rồi đang nâng như đang trứng hứng như hứng hoa, đéo hiểu kiểu gì.
rơi mẹ hết rồi. Ủa, áo đẹp thế này rơi mẹ hết xuống đất, đéo hiểu kiểu gì luôn. Đéo hiểu thì mẹ ngồi nói chuyện. Chán thật sự. Nè, mặc cái áo Shopee ở cho anh em xem đây. Giới thiệu với anh em là áo Shopee mới mua. Wow. Thế này phải cởi cái áo này ra thì mẹ mới mặc được cái áo này. Ê, thì phải rơi mẹ rồi. Đéo hiểu kiểu gì. À, đây. Ui. Chết rồi. Chói không? Ui. Chói thật sự luôn đấy. Ui. Mặc cái áo này ra đường đúng thề. Mà. Ui. Chết chơi người rơi đi mẹ. Như cái áo mưa. Đéo hiểu kiểu gì. Tôi muốn size này hơi to hơn so với tôi một tí rồi. Hơi to một tí nhưng mà thôi mặc thoải mái. Ui. Áo mùa thu mặc thích thật sự mỏng. Hơn 1 triệu đấy anh em. À đéo phải. Tầm tầm nó tầm triệu. Đây. Như áo chống nắng. Đéo hiểu chống nắng gì 1 triệu bạc. Đẹp mà. Được không? Đây là cho cam ra xa cho anh em xem nhá. Đây. Mai mình phải mua thêm cái cam nữa mới được. À, cho anh em xem qua. Chống nắng đéo rồi. Hơi hơi to đúng không? Anh em có thấy hơi to không? Ôi. Nhìn phải mặc xong phải ngồi kiểu phong trần đi mẹ. Quay cái cam xuống. Đó, đi mẹ ngồi kiểu phong trần đi mẹ gác chân. Ôi. Chủ quán. Cho 33 số. Thì bạn đã biết hút thuốc. Được không? Duyệt không? Đéo đẹp bằng cái áo họa mi của tôi. Mẹ. Sản xuất ra chưa đến 200.000. Đéo đẹp bằng cái áo họa mi của tôi. Đùa thế thôi. Được đấy. Khá là ưng đấy. Nói thế chứ. Khá là ưng đấy. Có một cái là hơi to hơn so với lại cả mình tưởng tượng một tí. Nghĩa ra là mình nên mua size mờ hơn. Nhưng mà thôi, đằng nào mình đang béo. Dạo này có bụng. Ui, dạo này tôi có bụng thật sự. Phải dạo này ngồi nhiều, stream nhiều. Có bụng. Được. Nói chung là hay thật sự. Đến giờ ăn xin rồi, đến giờ ăn xin rồi. Ấy giời, ấy là giời ơi, ông đi qua mà đi lại cho con xin một like, một share, một follow và fanpage Tùng Họa Mi Bình Luận Viên Thanh Tùng, có đội ơn ông bà giời ơi là giời ơi. Đấy, xin nó phải như vậy.